Khiếu hài hước của sư phụ. Trong suốt chuỗi 98 ngày tu tập, vào khoảng nửa chừng, chúng tôi đã mua tu viện Kim Sơn, tu viện đầu tiên. Chúng tôi gồm khoảng 30 người đang ngồi trong giảng đường Phật giáo. Và bạn có thể nói rằng có rất nhiều người cảm thấy nhàm chán. Hoặc bạn biết đấy, chỉ thực sự muốn đứng dậy và làm điều gì đó. Sư phụ thật tuyệt vời. Ngài nói khi chúng tôi mua Kim Sơn tự rằng bất kỳ ai muốn có thể rời khỏi buổi tu tập và đến giúp cải tạo Kim Sơn tự, bởi vì đó vốn là một nhà máy sản xuất nệm cũ và nó khá bẩn thỉu, chúng ta cần phải dọn dẹp nó. Hầu hết mọi người đã rời đi, chỉ còn lại một nhà sư với tôi và một nữ cư sĩ. Cuối cùng chỉ còn lại có vậy. Sư phụ nói, con biết đấy, con nên bỏ cuộc và đến đó đi. Chúng tôi không muốn bỏ cuộc. Ngài nói, con không có gì để ăn đâu. Tôi đi vào bếp và tôi tìm thấy đậu tương, một bao đậu tương và một bao bột mì mà tôi cũng biết nấu ăn. Nên tôi nói, chúng ta có thể nấu ăn được. Chúng ta có thể ăn súp đậu và có thể làm những thứ khác với bột mì, bánh mì hay bất cứ thứ gì. Sư phụ, để cho chúng tôi làm điều đó. Khi buổi tu tập kết thúc, tôi là người duy nhất chưa rời giảng đường Phật giáo. Ở đầu đó dọc đường đi, Hằng Cảnh và cô gái Ruth Elber, họ quyết định đến và nghe những bài thuyết giảng của sư phụ vào chủ nhật. Vì vậy, họ đã đi đi, về về gặp sư phụ. Tôi thì không đi, tôi đã ở lại. Tôi là người duy nhất ở lại đó. Một thời gian sau, tôi lại bắt xe buýt đến Kim Sơn và gặp sư phụ. Lúc đó sư phụ đang ngồi với Hằng Cảnh. Đó là lần duy nhất sư phụ khen ngợi tôi. Ngài nói, ô xì hoa nì, khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Với một người Mỹ, đối với tôi, điều đó có nghĩa là tôi thích bạn. Và đó không phải là chính xác những gì sư phụ nói về bạn như bạn nghĩ, nhưng tôi đoán nó phải có ý nghĩa của một cái gì đó như con làm ta hài lòng, hoặc một cái gì đó như thế. Đó là một trong những lần duy nhất đáng nhớ khi tôi nhận được lời khen ngợi từ sư phụ. Sau đó ngài nói với tôi rằng công việc của tôi sẽ là nhặt những mảnh gỗ thừa và cất chúng trên gác mái. Vì vậy, đó là những gì tôi đã làm cả ngày. Và sau đó, vào ban đêm, sư phụ nói với tôi cần phải đi xe buýt trở lại giảng đường Phật giáo để thắp hương cúng dường chư Phật vào buổi tối và buổi sáng, và sau đó đi xe buýt quay lại. Vì vậy tôi đã làm theo lời dặn. Vào lúc đó tôi phát hiện rằng tôi sẽ trì tụng 108 chú Đại Bi mỗi ngày. Tôi nghĩ tôi sẽ tranh thủ tụng trong khi tôi đang di chuyển gỗ, nhưng nhiều khi tôi lại quên. Thế là đến lúc tôi lên xe buýt để về nhà, vẫn còn hàng tá biến chú mà tôi phải tụng. Trước khi tôi đi ngủ, bạn biết đấy, cũng rất tốt vì tôi đã tụng chú trên xe buýt và vào giữa lúc chuyển trạm. Cuối cùng tôi cũng về đến nhà. Nếu tôi không thực hiện được, tôi thề rằng tôi sẽ hoàn thành chúng trước khi đi ngủ. Sư phụ đã gọi cho tôi. Không có ai được phép sử dụng điện thoại trừ sư phụ. Ngài đã gọi cho tôi và tôi rất bướng bỉnh. Tôi đã không trả lời điện thoại vì tôi chưa hoàn thành chú Đại Bi. Nếu tôi có 15 biến chú để tụng, điện thoại sẽ đổ chuông cho tất cả 15 biến chú đó. Cho đến cuối cùng, tôi đã hoàn thành tất cả thời khóa trì chú của mình. Tôi nhấc điện thoại và nói, alo. Sư phụ nói, ồ, cao siêu. Sau đó nói chuyện với tôi như không có gì xảy ra, giống như sư phụ đã không còn ngồi đó gọi điện suốt 45 phút.
Trong khi tôi đang hoàn thành nốt việc trì chú của mình, tôi rất thích việc đó, bởi vì tôi không cười, sư phụ cũng không cười, và chúng tôi chưa bao giờ nhắc đến việc tôi là một đệ tử ngoan, cố từ chối trả lời điện thoại. Khi biết rất rõ đó là sư phụ của mình, sư phụ chưa bao giờ trách mắng tôi vì điều đó, và ngài đã làm điều đó nhiều lần. Tôi cũng lặp đi lặp lại việc đó nhiều lần. Làm sao bạn biết đó là sư phụ? Đó không thể là ai khác, không ai có số điện thoại đó. Nhưng việc đó diễn ra một cách hài hước trong suốt cuộc gọi. Sư phụ chưa bao giờ hỏi, tại sao con không trả lời điện thoại của sư phụ cơ? Không có lần nào, bạn biết không? Không một từ nào. Và cả hai chúng tôi đang ngồi đó, bạn biết đấy, cười khúc khích ở đầu dây bên kia. Bởi vì điện thoại đã đổ chuông trong 45 phút, tôi bắt máy lên như thể không có gì đang xảy ra, và sư phụ cũng trả lời như thể không có gì đang xảy ra. Tôi thích kiểu hài hước đó. Cô cao siêu này, bất cứ ai ngược đãi tôi, ai mắng tôi hay nghĩ đến việc đánh tôi, cô ấy, Pháp sư Hằng Trì, sẽ làm cho bạn quên đi việc đó trong tích tắc.